Xe xịn, xe đẹp thì ai cũng thích, ai cũng mê. Mà mua xe ở Nhật nó dễ dàng như mua một chiếc xe máy ở Việt Nam vậy. Thậm chí có những chiếc ô tô mà giá bán nó còn rẻ hơn cả một chai nước lọc. Mình sẽ có video chia sẻ cho các bạn tại sao ở Nhật lại có rất nhiều những xe hơi như thế. Nhớ đăng ký kênh để có thể đón xem những video đó nhanh nhất nhé. Giờ chúng ta vào chủ đề hôm nay thôi. Tại sao ở Nhật lại có rất ít người mua xe ô tô xịn? Có 3 lý do có thể nêu ra ở đây. Thứ nhất, tính hữu dụng của xe. Thứ hai, văn hóa tiết kiệm. Thứ ba, văn hóa không khoe khoang. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể từng lý do nhé. Lý do thứ nhất, tính hữu dụng của xe. Đa phần mọi người bên này di chuyển chủ yếu đều bằng tàu điện. Sử dụng ô tô hầu như là chỉ để mục đích là đi du lịch, đi chơi, cắm trại. Nên việc sở hữu một chiếc xe đáp ứng được những yêu cầu sau là đủ. 1. Chở được gia đình. 2. Có không gian chứa đồ cần thiết mang theo mỗi chuyến đi du lịch. 3. Chi phí thấp. Nhiều bạn người Nhật có chia sẻ cho mình là nhà tao có đến 2-3 chiếc ô tô, nhưng cả năm chắc chỉ sử dụng đến khoảng 10 lần. Cứ để đấy thì máy móc nó không vận hành thì nó cũng hỏng. Nên dạo gần đây thỉnh thoảng bố mẹ lấy cớ đi siêu thị thật to ở xa nhà, mua đồ dùng cho cả gia đình trong vòng mấy tuần để có lý do dùng tới xe. Chứ bình thường thì không có thời gian mà sử dụng. Đúng là nhà giàu khổ quá mà. 2. Văn hóa tiết kiệm. Văn hóa tiết kiệm dường như đã đi sâu vào con người ở Nhật Bản rồi. Ở Việt Nam chúng ta hay nghe nói lạm phát, nhưng ở Nhật thì gần như lạm phát bằng không. Ở Nhật thì tỷ lệ giảm phát còn cao hơn tỷ lệ lạm phát. Nói sơ qua về giảm phát nghĩa là gì nhé? Giảm phát có nghĩa hiểu nôm na là hôm nay bạn mua chai nước có giá trị là 10.000 Việt Nam đồng, nhưng sang năm sau bạn mua chai nước đó chỉ có giá trị bằng 8.000 Việt Nam đồng mà thôi. Đó thì cái tỷ lệ giảm phát ở Nhật nó rơi vào khoảng 2-2.5%. Còn tỷ lệ lạm phát ở Nhật thì nó chỉ có 0.09, chưa tới 1% thôi nha. Chính vì vậy mà người Nhật thường hay là có xu hướng tiết kiệm tiền mặt. 3. Văn hóa không khoe khoang. Ở Nhật người giàu thì rất là nhiều. Con nhà giàu cũng như con nhà nghèo, tất cả đều bình đẳng chứ không thiên vị như kiểu Việt Nam. Khó ai có thể nhận biết được là người này ăn mặc như thế này như thế kia, mà nói người ta không có tiền được. Ở bên này đi làm thợ xây dựng thôi cũng có người có thể kiếm được 90-100 man, xấp xỉ khoảng 100-200 triệu Việt Nam đồng. Không phải là chuyện lạ ở bên này đâu nha. Nhưng ở Việt Nam hay có kiểu hỏi là cháu đi làm tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Còn bên này thì tuyệt đối kỵ việc hỏi lương. Hỏi lương được coi là bất lịch sự ở bên này. Không ai muốn chia sẻ là mình kiếm được bao nhiêu tiền cả. Nên việc mua xe càng đẹp càng xịn bên này để thể hiện mình càng nhiều tiền càng giàu là rất là ít. Nếu không muốn nói là không có. Mình đã chỉ ra 3 lý do người Nhật rất ít mua xe xịn. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về văn hóa và con người Nhật Bản. Mình sẽ liên tục up những video chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tế mà chính mình là người trải nghiệm qua. Hy vọng mọi người sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, đỡ vấp phải những sai lầm không đáng có. Nếu thấy hay thì hãy like và share cho bạn bè cùng hiểu thêm về văn hóa Nhật nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh mình để có thể nhận những video hay ho và có ích nhé. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.